Và xin chào mừng tất cả quý khán giả, chúng ta cùng có mặt tại sân vận động Tiền Giang để cùng theo dõi trận đấu bán kết thuộc công cụ giải bóng đá vô địch tỉnh Tiền Giang năm 2024. Và ở trận đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ huyện Gò Công Tây và câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Đến với trận đấu này,
Huyền gọi công tay, họ ra sân với sắc phục màu xanh đen và hiệp đấu đầu tiên. Họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay phải mạnh nhỏ của tất cả quý vị và các bạn. Trong khi đó thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy, họ sẽ ra sân với bộ trang phục sắc đỏ. Và hiệp đấu đầu tiên họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay trái bên chiều ngược lại. Một tình huống gây sức ép của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Huyện Gò Công Tây. Trận đấu hiện tại đang được chúng tôi phát sóng trực tiếp tại kênh fanpage bóng đá phủ miền Tây cũng như là kênh fanpage Media 63. Tất cả quý vị chúng ta có thể truy cập để theo dõi trực tiếp trận đấu ở định dạng cao nhất, đó là Full HD. Ngày hôm nay ekip chúng tôi thực hiện với 3 góc máy quay và góc quay flycam. Ngày hôm nay thì rất đông các cổ động viên của hai đội bóng Huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy, họ có mặt tại sân vận động Thiên Giang để theo dõi trực tiếp trận đấu này, cũng như đang có khá đông những khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu qua sóng live stream. Rất hy vọng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau cổ vũ dành cho cả hai đội tranh tài tại giải đấu lần này. Và để tiện cho tất cả quý vị và bạn theo dõi, chúng tôi xin được phép giới thiệu đội hình của hai đội bóng ngày hôm nay như sau. Đội hình chính thức của Huyện Gò Công Tây ở trận đấu này bao gồm các cầu thủ mang áo số 6, đó là đội trưởng Quốc Anh, số 14 Lê Hoàng Trí, số 7 đó là Nguyễn Thành Trung, số 17 Lê Phước Sang, số 29 Phan Hoài Khanh, số 8 đó là Nguyễn Vũ Minh Trí, số 3 Trần Đặng Công Minh, số 9 là Nguyễn Hữu Hồng Thương, số 4 vị trí của Nguyễn Hoàng Ân, thủ thành đứng trong khung gỗ là số 1 Võ Tấn Giàu và số 28 vị trí của Lê Văn Thương. Trong khi đó đội hình của thị xã Cai Lậy ở trận đấu này bao gồm đội trưởng mang áo số 8 đó là Nguyễn Thanh Tùng, đội trưởng người đeo băng đội trưởng của thị xã Cai Lậy ở trận đấu ngày hôm nay, số 25 thủ thành Phạm Tấn Quyền, số 28 đó là Phạm Trần Gia Bảo, số 22 Ngô Phát Tài, số 8 vị trí của đội trưởng Nguyễn Thanh Tùng, số 10 Nguyễn Phùng Đăng Khoa, số 14 đó là Nguyễn Anh Duy, số 3 Trần Bình Trọng, số 15 Nguyễn Hồng Thịnh, số 11 Đào Trần Tuấn Vinh, số 12 Ngô Duy Tiến và số 27 đó là Nguyễn Tấn Phát. Cơ hội tấn công bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Huyện Gò Công Tây. Dứt điểm ngay. Suýt chút nữa đã có được bàn thắng dành cho Huyện Gò Công Tây. Pha dứt điểm là của Lê Hoàng Trí. Tình huống rất nguy hiểm và suýt chút nữa Hoàng Trí đã có thể mang lại niềm vui dành cho đội bóng Huyện Gò Công Tây. Bóng đi hơi chệch cột dọc. Chúng ta sẽ được theo dõi ở góc quay phía sau khung thành. Như chúng tôi đã giới thiệu ngày hôm nay, ekip của chúng tôi sẽ thực hiện với 3 góc máy quay và kèm sau đó là góc quay flycam. Có vẻ các cầu thủ áo đỏ họ đang có một cách tiếp cận trận đấu chưa thật sự là hợp lý. Trọng tài đã cắt còi rồi. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này bao gồm trọng tài chính ông Võ Đức Tài, hai trợ lý trọng tài, trợ lý 1 ông Bùi Văn Quang, trợ lý 2 ông Trần Văn Phước, trọng tài bàn là ông Phương Quốc Cường, giám sát trận đấu là ông Lê Hồng Cường. Đội bóng Huyện Gò Công Tây họ đang thi đấu khá chủ động ngay ở khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu này.
Và trước đó thì các cầu thủ bên phía đội bóng xanh đen họ đã có được một cơ hội với pha dứt điểm của Lê Hoàng Trí, nhưng cú dứt điểm vẫn chưa thể mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng huyện Gò Công Tây. Đây sẽ là câu trả lời của đội bóng thị xã Cai Lậy, cú dứt điểm từ xa. Bóng vừa rồi đã đi chưa chuẩn xác. Pha dứt điểm vừa rồi đến từ vị trí của cầu thủ mang áo số 15, vị trí của Nguyễn Hồng Thịnh. Hồng Thịnh cũng là một gương mặt khá nổi bật bên phía đội bóng thị xã Cai Lậy ở trận đấu này. Cả hai đội đều đã có được những cú dứt điểm đầu tiên. Ngày hôm nay tại sân vận động Tiền Giang sẽ diễn ra hai lượt trận bán kết 1 và bán kết 2 của giải bóng đá vô địch tỉnh Tiền Giang năm 2024. Trước đó thì vòng loại đã được chia ra thi đấu tại các khu vực và 4 cái tên xuất sắc nhất đã lọt vào vòng bán kết, và ngày hôm nay sẽ là hai lượt trận bán kết. Các trận đấu phân hạng, trận đấu tranh hạng 3 và trận đấu chung kết sẽ được diễn ra vào ngày thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2024. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến chính của trận đấu với quả đá phạt dành cho đội bóng huyện Gò Công Tây. Tình huống xử lý là của trung vệ mang áo số 3. Không, đó là vị trí của số 9, vị trí của Nguyễn Hữu Hồng Thương. Một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả những vị khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu qua sóng live stream lúc này. Nếu như các bạn không quan sát được trong thành phần thi đấu chính thức của cả hai đội bóng không có những gương mặt mà mình mong đợi thì rất có thể những cái tên đó đang ngồi ở trên băng ghế dự bị. Hồng Thịnh, một pha lướt bóng rất chủ động. Đây là Hồng Thương. Rất bình tĩnh. Đường chuyền lên. Đây sẽ là thời cơ tiếp theo dành cho đội bóng áo xanh đen. Vừa rồi là một pha phòng ngự tốt của các cầu thủ đỏ. Sẽ là một quả ném biên dành cho huyện Gò Công Tây. Một pha cắt bóng rất an toàn của cầu thủ bên phía đội bóng thị xã Cai Lậy. Ở mùa giải năm nay, sau khi đoạt được vé vào vòng đấu bán kết tại Gò Công Tây thì đội bóng này cũng đã có những bước chuẩn bị và cũng sẽ có một chuyến xe để đưa rước các cổ động viên di chuyển từ Gò Công Tây đến sân vận động Tiền Giang để cổ vũ dành cho đội nhà. Trận đấu bán kết 2 sẽ là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ thành phố Gò Công và huyện Cai Lậy. Quả ném biên vẫn dành cho các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây, nhưng bây giờ bóng đã về tầm kiểm soát của các cầu thủ đỏ. Pha đi bóng rất hay của cầu thủ áo số 28, đó là Phạm Trần Gia Bảo. Mặc dù vậy thì nỗ lực xử lý cuối cùng vẫn chưa thành công của các cầu thủ đỏ. Người đeo băng đội trưởng ngày hôm nay của huyện Gò Công Tây đó là Trần Quốc Anh, một gương mặt không quá xa lạ với bóng đá Tiền Giang cũng như là bóng đá Việt Nam của chúng ta, khi mà trong quá khứ Quốc Anh từng khoác áo U23 Việt Nam. Trong khi đó, người đeo băng đội trưởng của thị xã Cai Lậy đó là cầu thủ áo số 8, vị trí của Nguyễn Thanh Tùng. Trọng tài đã cắt còi rồi. Ở mùa giải năm nay có thể nói là một khoảnh khắc lịch sử dành cho huyện Gò Công Tây khi mà họ lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết của giải bóng đá vô địch tỉnh Tiền Giang. Trọng tài đã cắt còi rồi, trọng tài xác định có lỗi của Công Minh. Công Minh và Hồng Thương đang là một cặp trung vệ rất hay của huyện Gò Công Tây ở mùa giải năm nay.
Bộ đôi này cũng đã góp mặt trong đội hình của câu lạc bộ thị trấn Vĩnh Bình, vô địch siêu cúp Gò Công năm 2024, chỉ ít thắng trước mà thôi. Đó là một đường chuyền dài không quá khó dành cho nỗ lực cắt bóng của Hồng Thường. Hoàng Trí, bóng vẫn tiếp tục rất hay. Pha đi bóng cuối cùng là không thành công đến từ vị trí của số 15 Nguyễn Hồng Thịnh. Thời cơ sẽ quay trở lại dành cho huyện Gò Công Tây. Hoàng Trí, đây là Hồng Thường. Ở lượt trận vòng loại thì đội bóng huyện Gò Công Tây họ từng vượt qua thành phố Mỹ Tho với tỷ số xích sao là 1-0. Trận đấu mà tiền đạo Khánh Đức của đội bóng huyện Gò Công Tây đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Lịch thi đấu vòng loại của giải bóng đá vô địch tỉnh Tiền Giang năm 2024, huyện Gò Công Tây họ nằm chung bảng với hai đối thủ, đó là thành phố Mỹ Tho và câu lạc bộ huyện Cai Lậy. Như vậy ở bảng A thì cả đội bóng Gò Công Tây cũng như là huyện Cai Lậy đều giành vé vào thi đấu ở vòng đấu bán kết. Ngoài ra cái tên còn lại đó là Châu Thành Tiền Giang. Pha xử lý bóng an toàn, nỗ lực áp sát của Lê Hoàng Trí. Nỗ lực vừa rồi mang về một tình huống ném biên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ huyện Gò Công Tây. Đường chuyền vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Thành Trung. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu qua sóng live stream của Bóng Đá Phủ Miền Tây cũng như trên sóng live stream của Media 63. Rất hy vọng thì tất cả quý vị chúng ta có thể cổ vũ dành cho tất cả các đội bóng tranh tài ở vòng đấu bán kết thuộc khuôn khổ giải bóng đá vô địch Tiền Giang năm nay. Qua sóng live stream của Media 63 thì Khoa Chém đang gửi lời chúc chiến thắng dành cho câu lạc bộ huyện Gò Công Tây ở trận đấu này. Khoa Chém cũng xuất hiện trong danh sách của huyện Gò Công Tây ở mùa giải năm nay và cũng đã thi đấu vài trận. Vừa rồi thì đã có lỗi của một cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen và một chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra. Chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho vị trí của trung vệ Công Minh. Sẽ là một quả đá phạt lúc này dành cho câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Xin gửi lời chào đến anh Ngô Đức Gia. Xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Hiện tại thì ekip sẽ chỉ live stream hỗ trợ dành cho trận đấu bán kết 1 vào lúc 13:30. Các thông tin khác thì tất cả quý vị chúng ta có thể theo dõi ở kênh chính thức của các đơn vị chủ quản hoặc là kênh Facebook của Bóng Đá Tiền Giang. Xin gửi lời chào đến Phi Ronaldo. Tại em đang cổ vũ dành cho Gò Công Tây qua kênh truyền thông của Media 63. Tất cả hy vọng rằng các bạn chúng ta có thể dành ra vài giây để chia sẻ đường link của trận đấu này. Lúc này đã có gần 200 lượt xem trực tiếp qua sóng live stream của Bóng Đá Phủ Miền Tây cũng như là Media 63. Rất nỗ lực, đó là tình huống can thiệp của Nguyễn Thanh Tùng. Bóng về tầm kiểm soát của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Tương quan về lực lượng, cả hai đội đều đang có được sự tương đồng về mặt lực lượng. Đây là một lượt trận knockout, chính vì thế cả hai đội đều đang cực kỳ thận trọng. Không loại trừ khả năng hai đội cũng sẽ kéo nhau vào loạt đá penalty. Một pha mở biên, Hồng Thịnh vẫn còn. Tiếp tục là Hồng Thịnh. Một đường chuyền, bóng vừa rồi đã trôi quá sâu rồi. Hơi đáng tiếc dành cho đường chuyền vừa rồi của Hồng Thịnh. Bóng đã nằm gọn trong phạm vi kiểm soát của thủ thành Tấn Dầu bên phía huyện Gò Công Tây. Sức nỗ lực tranh chấp.
sự lợi hại của đội bóng huyện Gò Công Tây chắc chắn sẽ đến từ những tình huống cố định, khi mà trong đội hình của họ sở hữu những chân sút đá phạt có thể nói là cực kỳ lợi hại. Đây là Quốc Anh, trọng tài xác định có lỗi rồi. Một pha che bóng cài lỗi rất hay của Quốc Anh. Đã phạt lên dành cho đội bóng huyện Gò Công Tây. Một tình huống đưa bóng rất mạnh lên trên đến từ vị trí của Nguyễn Hoàng Ân. Ở mùa giải năm nay, một đối thủ nữa lọt vào vòng bán kết đó là đội bóng thành phố Gò Công. Đây cũng là một ứng cử viên cho chức vô địch tại giải bóng đá vô địch Tiền Giang năm 2024 này. Và thành phố Gò Công họ sẽ chạm trán với huyện Cai Lậy ở trong trận bán kết 2 diễn ra sau khi trận đấu này khép lại. Trận đấu được diễn ra vào lúc 15:30. Xin gửi lời chào đến Dương Minh Tân. Ở trận đấu hiện tại thì Trí Milano đang khoác trên mình chiếc áo số 14 bên phía đội bóng huyện Gò Công Tây. Xin gửi lời chào đến bình luận viên Giang Con Gà cũng đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Những cổ động viên cũng đặc biệt dành sự ưu ái cho đội bóng nhà của mình. Cả hai đội bóng huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy ở trận đấu này đều đang nhận được những sự cổ vũ hết sức nhiệt tình đến từ các cổ động viên, nhất là các cổ động viên của huyện Gò Công Tây. Pha chạy bóng hợp lý, đường chuyền ngang vẫn còn, không được. Pha mở bóng chưa thành công của cầu thủ áo số 17 đó là Lê Phước Sang. Quả ném biên lúc này sẽ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Người chơi cao nhất trên hàng công bên phía thị xã Cai Lậy lúc này đang là tiền đạo mang áo số 10, vị trí của Nguyễn Phùng Đăng Khoa. Hỗ trợ Đăng Khoa ở phía sau sẽ là bộ đôi cầu thủ số 15 Nguyễn Hồng Thịnh và số 27 đó là Nguyễn Tấn Phát. Tình huống xử lý chuẩn xác của thủ thành bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Thanh Tùng. Xin gửi lời chào đến Oanh Vũ, Oanh Băng Keo, một khán giả có vợ cũ ở Cai Lậy. Bạn có thể chia sẻ đường link của trận đấu này và dành những lời chúc dành cho cả hai đội, chúng tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn. Với cương vị của một bình luận viên thì thật sự chúng tôi sẽ ở một góc nhìn khách quan và sẽ cân bằng dành cho cả hai đội về sự ủng hộ. Tình huống cắt bóng an toàn của Hồng Thương. Lúc này đã có gần 250 lượt xem trực tiếp rồi. Rất hy vọng các anh em chúng ta có thể tiếp tục dành ra vài giây để chia sẻ đường link. Bóng vừa rồi lại trôi hơi sâu. Pha thoát xuống vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 17 Lê Phước Sang. Nhưng Phước Sang đã không thể nhận được đường chuyền của đồng đội để tung ra được một pha dứt điểm tốt. Lần đầu tiên lọt vào vòng đấu bán kết của một giải đấu vô địch tỉnh, chúng ta có thể thấy là sự quyết tâm đến từ phía các cầu thủ của huyện Gò Công Tây lúc này. Vừa rồi thì trọng tài chính Võ Đức Tài đã xác định có lỗi của cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Thành Trung bên phía đội bóng huyện Gò Công Tây. Quả đá phạt lúc này dành cho các cầu thủ áo đỏ và người đứng trước quả đá phạt đang là Nguyễn Tấn Phát. Đó là một đường chuyền dài. Tỷ lệ kiểm soát bóng đang thuộc về các cầu thủ áo đỏ lúc này. Đưa bóng vào. Một tình huống chạy bóng vào rất ý đồ.
Tình huống can thiệp của cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen, và lúc này sẽ là một quả đá phạt góc dành cho thị xã Cai Lậy. Rõ ràng là hai đội bóng đều có sự thận trọng ở trong lượt đấu này. Lượt đấu cực kỳ quan trọng. Chỉ cần một chút sơ suất thì cơ hội để giành vé vào vòng chung kết sẽ không còn. Đó là một đường chuyền dài. Đánh đâu? Cơ hội đánh đâu? Vẫn có vào. Tình huống rất nguy hiểm dành cho thị xã Cai Lậy, và suýt chút nữa các cầu thủ áo đỏ họ đã có được cho mình bàn thắng mở tỷ số nếu như thủ thành Võ Tấn Dầu không thi đấu tập trung. Một pha bóng rất nguy hiểm. Trọng tài đã xác định có lỗi việt vị rồi. Tình huống xử lý có vẻ đến từ vị trí của Hồng Thịnh. Một pha lắc đầu chuẩn xác đưa được bóng vào lưới, nhưng trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ mang áo số 15 bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Tình huống đá phạt lên dành cho vị trí của Công Minh. Bóng đã trôi hết đường biên dọc rồi. Hồng Thịnh. Nỗ lực áp sát và cắt bóng rất hay. Hoàng Trí. Pha xoay trở chưa thành công của Hoàng Trí. Vẫn còn rất chịu khó tranh chấp. Bóng vẫn tiếp tục. Đường chuyền sau cùng lại là đường chuyền không chuẩn xác. Hoàng Trí. Rất nhịp nhàng. Trọng tài đã cắt còi và xác định có lỗi của các cầu thủ bên phía thị xã Cai Lậy. Tình huống tranh chấp của tiền đạo mang áo số 28 Lê Văn Thường. Không, như vậy là trọng tài xác định có lỗi của cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây ở trong tình huống vừa rồi. Quả đá phạt lên dành cho thị xã Cai Lậy. Đây là số 12. Đường chuyền dài lên của Ngô Duy Tiến. Không có gì khó khăn dành cho hàng phòng ngự của huyện Gò Công Tây. Đây là Hồng Thương. Vẫn còn Hoàng Trí. Đây là số 29 và xoay trở của Hoài Khanh. Đường chuyền dành cho Quốc Anh. Đường chuyền khe. Bóng lại trôi quá sâu rồi. Tình huống chuyền bóng đưa bóng trôi hơi sâu của Quốc Anh. Và cắt bóng của cầu thủ mang áo số 8 bên phía huyện Gò Công Tây, đó là vị trí của Nguyễn Vũ Minh Trí. Vẫn còn, chúng ta đã cắt còi rồi, sẽ là một tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ áo đỏ. Thank you.
hơi gì sáng hơi chói. Nay giờ ánh sáng rồi. Nhẹ thôi, nó mà bắt nhẹ. Bóng vẫn tiếp tục. Tình huống cắt bóng an toàn của Hồng Thương. Ở trong những phút vừa qua thì thị xã Cai Lậy họ đang dần lấy lại được thế trận. Có thể nói khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu này thì các cầu thủ của huyện Gò Công Tây họ thi đấu rất chủ động với liên tiếp là những tình huống tấn công và những pha triển khai bóng với tần suất pressing có thể nói là rất nhiều. Nhưng ở trong những phút vừa qua chúng ta cũng có thể thấy là đội bóng áo đỏ họ đang cho thấy được sự linh hoạt của mình ở trong những pha phát triển bóng. Hoài Khanh. Không, đó là đường chuyền của cầu thủ áo số 7 Thành Trung. Hoàng Trí. Vẫn là Hoàng Trí rất khéo. Đường mở bóng ngang vẫn còn hơi khó dành cho đồng đội băng lên. Đây là vị trí của Hồng Thịnh. Vẫn là Hồng Thịnh. Đường xỉa bóng. Không có lợi việt vị. Đường bóng vào rất hay, cơ hội. Vẫn còn, dứt điểm đi. Không vào. Hai pha phối hợp khá tốt của cầu thủ bên phía thị xã Cai Lậy nhưng không có được bàn thắng dành cho đội bóng áo đỏ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Cú dứt điểm đã đưa bóng chạm vào chân của Hồng Thường. Pha dứt điểm vừa rồi là không thành công. Tình huống xử lý là của cầu thủ mang áo số 17 Lê Phước Sang bên phía huyện Gò Công Tây. Rất hay. Pha đi bóng của Thành Trung. Vẫn là Thành Trung. Lỗi rồi, đã phạt dành cho huyện Gò Công Tây. Đây sẽ là một cơ hội rất ngon ăn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha dứt điểm trước đó của cầu thủ mang áo số 17 Lê Phước Sang bên phía huyện Gò Công Tây. Góc sút nằm hơi chếch về phía cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen họ có thể tìm kiếm được cho mình một cơ hội để ghi bàn hay không. Đứng trước bóng đang là Lê Hoàng Trí. Lê Hoàng Trí dứt điểm ngay, bóng đã đi không chuẩn xác. Cú dứt điểm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn đối phương. Hoàng Trí và Quốc Anh thường là những cầu thủ được ban huấn luyện của huyện Gò Công Tây ưu tiên ở những tình huống đá phạt cố định. Đây là vị trí của hậu vệ biên mang áo số 4 Nguyễn Hoàng Ân. Tiếp tục là Hoàng Ân. Đường chuyền dài lên rất ý đồ của Hoàng Ân. Vẫn còn. Quả treo bóng. Cơ hội. Vẫn là một tình huống quá đơn giản dành cho thủ thành Phạm Tấn Quyền bên phía đội bóng thị xã Cai Lậy. Hồng Thương. Pha cắt bóng hụt của Hồng Thương. Thời cơ quay trở lại dành cho thị xã Cai Lậy ở trong pha bóng này. Hồng Thương vẫn còn đường chuyền ngang. Pha can thiệp kịp thời của Hoàng Ân. Vẫn là nỗ lực áp sát. Lỗi rồi, đá phạt dành cho các cầu thủ áo đỏ. Như vậy là chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ mang áo số 29 Phan Hoài Khanh bên phía huyện Gò Công Tây.
Cầu thủ áo đỏ vẫn đang nằm sân sau tình huống va chạm vừa rồi với vị trí của Phan Hoài Khanh. Hơn 30 phút của hiệp 1 đã trôi qua. Các cầu thủ hai đội vẫn chưa thể tìm kiếm được cho mình bàn thắng để mở tỷ số trận đấu. Cả hai đội bóng huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy đều đã có được những cơ hội có thể nói là rất ngon ăn. Nhưng cả hai đều đang bỏ lỡ những thời cơ để có thể mang đến bàn thắng ở trận đấu này. Ở trận cầu mà tất cả những khán giả vẫn đang trông chờ bàn thắng. Như chúng tôi đã chia sẻ trước đó và có những nhận định khách quan. Với thế trận có thể nói là chặt chẽ như thế này thì không loại trừ khả năng hai đội sẽ kéo nhau vào loạt đá penalty. Pha hợp đá phạt của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Vẫn còn, lỗi rồi. Vừa rồi thì trọng tài xác định có lỗi của số 17 bên phía huyện Gò Công Tây. Đó là vị trí của Lê Phước Sang. Thời cơ bây giờ sẽ quay trở lại dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ ở tình huống đá phạt cố định này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu đội bóng thị xã Cai Lậy họ sẽ có thể thực hiện thành công ở tình huống này hay không. Đứng trước bóng đang là đội trưởng Thanh Tùng. Không có gì khó khăn dành cho thủ thành Võ Tấn Dầu bên phía huyện Gò Công Tây. Đó là một tình huống dứt điểm thẳng của đội trưởng Nguyễn Thanh Tùng bên phía thị xã Cai Lậy. Tiếp tục là một đường chuyền dài lên trên. Pha áp sát Hoàng Trí, vẫn là Hoàng Trí. Tình huống can thiệp rất kịp thời của cầu thủ áo đỏ. Như vậy lúc này đây huyện Gò Công Tây họ sẽ có sự điều chỉnh đầu tiên. Như vậy lúc này đây cầu thủ mang áo số 20 Đoàn Văn Huy sẽ được tung vào sân để thay thế cho vị trí của Lê Phước Sang. Sự điều chỉnh trên hàng công. Quả treo bóng vào. Đánh đầu. Cú đánh đầu chưa thành công, đó là pha chạm bóng của đội trưởng Quốc Anh bên phía huyện Gò Công Tây. Một pha cắt bóng rất chủ động, Hoàng Ân. Tiếp tục là quả treo bóng nữa. Đánh đầu. Một tình huống xử lý chưa thành công của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú đánh đầu trước đó của Quốc Anh. Tình huống dứt điểm chưa đủ độ khó để có thể đánh bại được thủ thành Phạm Tấn Quyền bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Gần 300 lượt xem trực tiếp ở trận đấu này rồi. Chúng tôi cũng rất hy vọng là các bạn chúng ta tiếp tục dành ra vài giây để chia sẻ đường link của trận đấu này. Khán giả Đào Chiến đang gửi lời hỏi thăm đến anh Thanh Thể dục Thể thao. Có rất đông những khán giả đang có những nhận định và những chia sẻ ở trận đấu hiện tại. Trên cả hai nền tảng fanpage của chúng tôi, đó là Bóng Đá Phủ Miền Tây và Media 63. Hồng Thịnh. Nỗ lực xử lý tốt của Hồng Thịnh vẫn còn. Quốc Anh. Trọng tài xác định sẽ là một quả ném biên. Không, như vậy trọng tài xác định đó là quả ném biên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng huyện Gò Công Tây. Xin gửi lời chào đến Lê Thanh Tùng và xin gửi lời chào đến Mập Ngay Ngô. Những khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu lúc này qua sóng của Media 63. Hồng Thịnh.
Đó là một đường chuyền dài của đội trưởng Thanh Tùng. Một pha tắc bóng rất chủ động. Tình huống xử lý là của Hoàng Ân. Hoàng Ân đang thi đấu cực kỳ an toàn kể từ khoảng thời gian đầu trận cho đến giờ. Lúc này đây sẽ có một quả ném biên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Xin gửi lời chào đến Nguyễn Lợi. Những khán giả đã nhận ra giọng của bình luận viên lúc này. Có thể nói bốn đội bóng lọt vào vòng đấu bán kết ở giải đấu năm nay đều là đội bóng có sự đầu tư, có chiều sâu và đều là những đội bóng mạnh. Chính vì thế thì đội bóng nào có thể giành vé vào vòng chung kết và có thể đăng quang ở giải bóng đá vô địch tỉnh Tiền Giang năm 2024 này thì đều sẽ rất xứng đáng. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với quả đá phạt góc của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Vẫn còn Quốc Anh. Tình huống xử lý bóng an toàn. Hoàng Trí. Đường chuyền ngang của Trí Milano. Phải đưa bóng lên. Tình huống cắt bóng chủ động của trung vệ Công Minh. Lỗi rồi. Trọng tài xác định có lỗi của cầu thủ mang áo số 20. Đó là vị trí của Đoàn Văn Huy, cầu thủ vừa được tung vào sân cách đây ít phút. Đó là một quả treo bóng tầm thấp ý đồ. Vẫn còn Văn Huy. Văn Huy. Tiếp tục là Văn Huy. Đường chuyền. Bóng trôi quá sâu rồi, quá khó dành cho Lê Văn Thương. Khán giả Nguyễn Hoàng Khang đang cổ vũ dành cho câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Khán giả Minh Tâm cũng đang cổ vũ dành cho thị xã Cai Lậy ở trận đấu này. Khán giả Được Phước thì đang cổ vũ dành cho huyện Gò Công Tây. Khán giả Thi Quang đang hy vọng là Lê Văn Thương sẽ ghi bàn ở trận đấu ngày hôm nay. Rất hy vọng các bạn chúng ta tiếp tục dành ra những sự quan tâm bằng cách chia sẻ đường link của trận đấu này để có thể mang trận đấu tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Trước đó thì các bạn chúng ta cũng đã thấy rằng ekip chúng tôi có đặt thêm một góc cam ở phía sau khung thành. Khán giả Mập Ngây Ngô đang gửi lời chúc dành cho cổ động viên của cả hai đội ở trận đấu này. Xin gửi lời chào đến Phạm Hoàng Duy. Khán giả Bảo Dương thì đang hy vọng Huy Anthony sẽ có thể ghi bàn. Nguyễn Hoàng Khang thì cổ vũ dành cho câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Xin thông tin đến các bạn Nguyễn Minh Tuyền có đăng ký ở trận đấu này với số áo là 81, nhưng hiện tại thì ở hiệp đấu đầu tiên Minh Tuyền không ra sân thi đấu chính thức. Như chúng tôi đã nói, các bạn có thể theo dõi trên màn ảnh những gương mặt quen thuộc của đội bóng thân yêu của mình. Và những cái tên còn lại sẽ ngồi đâu đó ở băng ghế dự bị để chờ đợi những cơ hội để có thể được ra sân. Và mỗi một trận đấu thì ban huấn luyện của các cầu thủ hai đội sẽ có những sự tính toán khác nhau. Xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến khán giả Phan Huy Phong, một cổ động viên của Mỹ Tho. Chúc hai đội sẽ có một trận đấu cống hiến. Đây là một cổ động viên trung lập và đang có một lời chúc cực kỳ fair play. Mỹ Tho họ cũng góp mặt ở giải đấu năm nay nhưng thiếu đi một chút sự may mắn để có thể góp mặt ở vòng đấu bán kết. Bóng đá Tiền Giang
có thể nói là phát triển rất tốt ở khu vực miền Tây. Ở các giải đấu học đường, những giải đấu trẻ, những giải đấu cấp xã, huyện và bây giờ là giải đấu cấp tỉnh đều được tổ chức một cách bài bản và chỉnh chu. Mặc dù không phải là một người con của quê hương Tiền Giang nhưng có thể nói ekip của chúng tôi cũng đã đồng hành cùng với bóng đá Tiền Giang khá nhiều những giải đấu và cũng thấy được những sự văn minh đến từ các cổ động viên, đến từ các cầu thủ của các đội bóng. Một quả trời bóng vào rất nguy hiểm nhưng vừa rồi thì thủ thành Phạm Tấn Quyền của thị xã Cai Lậy đã lao ra rất kịp thời và chuẩn xác. Kịp không? Bóng vẫn còn. Đây là pha thoát xuống của cầu thủ mang áo số 11 Tuấn Vinh. Vẫn là Tuấn Vinh, pha đẩy bóng Tuấn Vinh vẫn còn. Bóng vẫn tiếp tục, trọng tài đã cắt còi rồi, sẽ là một quả đá phạt lên dành cho huyện Gò Công Tây. Tình huống mà Tuấn Vinh đã đẩy bóng hơi xa tầm chừng và đánh mất lợi thế của mình trong pha tranh chấp. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi. Một pha đẩy bóng mà chúng ta có thể thấy là Tuấn Vinh còn hơi non kinh nghiệm. Nếu là những tiền đạo có nhiều kinh nghiệm hơn thì sẽ là những pha chủ động kiểm soát bóng và cài người. Nếu không thể dứt điểm thì những tình huống cài người cũng rất có thể sẽ mang đến một quả đá penalty nếu như đối thủ phạm lỗi từ phía sau. Vừa rồi thì Tuấn Vinh đã đẩy bóng hơi dài. Quả ném biên lúc này vẫn dành cho các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Lúc này đã có hơn 300 lượt xem rồi. 300 lượt xem qua sóng live stream của Media 63 cũng như là bóng đá phủ miền Tây. Khán giả Nguyễn Hải đang gửi lời chúc đến Minh Chuột và Tuấn Gấu Dân Nông. Có vẻ thì lúc này Minh Chuột chưa ra sân thi đấu bạn ơi. Quốc Minh là cầu thủ khoác trên mình màu áo của đội bóng thành phố Gò Công. Và trận đấu đó thì sẽ được diễn ra vào lúc 15:30 sau khi trận đấu này khép lại. Một pha không chiến khá nguy hiểm. Vẫn còn, rất hay. Văn Huy rất chủ động, bóng vẫn còn trong cuộc. Hoàng Ân tiếp tục là một quả treo bóng nữa. Kịp không? Pha đánh đầu rất an toàn, phạt góc dành cho huyện Gò Công Tây. Tình huống xử lý bóng an toàn đến từ Nguyễn Anh Duy, cầu thủ mang áo số 14. Như vậy lúc này đây bên phía thị xã Cai Lậy họ sẽ có sự điều chỉnh. Cầu thủ mang áo số 81 Nguyễn Minh Tuyền, cầu thủ được nhắc tên khá nhiều qua sóng live stream của bóng đá phủ miền Tây và Media 63 cuối cùng cũng đã được tung vào sân. Hoàng Trí, quả phạt góc dành cho huyện Gò Công Tây, đánh đầu vẫn còn, không vào. Cơ hội dành cho Đoàn Văn Huy. Nhưng vừa rồi thì cầu thủ áo đỏ đã can thiệp kịp thời để giải vây. Một pha bóng nguy hiểm dành cho huyện Gò Công Tây. Và bật cầu đánh đầu của Quốc Anh, sau đó là pha áp sát và dứt điểm của Quốc Huy. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại ở góc quay này một lần nữa. Pha bóng rất nguy hiểm và xích chút nữa cầu thủ bên phía là bóng áo xanh đen đã có thể ghi bàn. Khoảng thời gian bù giờ của hiệp đấu thứ nhất sẽ là 1 phút. Xin gửi lời chào đến khán giả Lít Lê. Trận đấu đang được diễn ra tại sân vận động Tiền Giang. Nơi đây cũng là nơi đại bản doanh của câu lạc bộ Tiền Giang đang thi đấu ở giải hạng nhì quốc gia. Và ở mùa giải hạng nhì quốc gia năm 2023 thì xin lỗi, năm 2024 thì Tiền Giang họ đã trụ hạng thành công
và họ sẽ góp mặt ở giải hạng nhì năm sau, mùa giải 2025. Và các bóng chủ động của Hoàng Ân, lỗi rồi. Trọng tài đã cầm sẵn trên tay một chiếc thẻ vàng và nó được rút ra dành cho Hồng Thịnh. Quá đáng tiếc dành cho tình huống phải nhận thẻ của cầu thủ mang áo số 15 bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Khi mà thời gian bù giờ chỉ còn tính bằng giây mà thôi. Quả đá phạt lúc này sẽ dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ huyện Gò Công Tây. Đây là Hoàng Ân. Bóng vẫn còn. Như vậy lúc này đây, trọng tài chính Võ Đức Tài đã nổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Và sau khi kết thúc hiệp 1, tỷ số đang tạm thời là không đều. Huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy họ sẽ chờ đợi ở khoảng thời gian hiệp 2 để có thể tranh giành, để xem đội bóng nào sẽ góp mặt ở vòng đấu chung kết. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để đến với hiệp 2 của trận đấu này.
We'll be right back.
Và xin chào mừng tất cả quý khán giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân vận động Tiền Giang để cùng theo dõi diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Đây là trận đấu bán kết 1 thuộc khuôn khổ giải bóng đá vô địch tỉnh Tiền Giang năm 2024. Hiệp 1 tạm thời khép lại, hai đội huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy vẫn đang tạm hòa nhau với tỷ số là 0 đều. Ở trong hiệp đấu thứ hai thì các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái, trong khi đó thì thị xã Cai Lậy họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải bên chiều ngược lại. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài chính Võ Đức Tài cũng đã được vang lên. Trong khoảng thời gian của hiệp 2 thì câu lạc bộ huyện Gò Công Tây họ cũng có sự điều chỉnh. Đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 10, vị trí của Duy Khánh, người rời sân để nhường lại vị trí cho Duy Khánh, đó là Hoài Khanh. Một sự điều chỉnh ở khu vực hành lang biên. Tình huống mà Duy Khánh sẽ được tung vào sân để hỗ trợ cho hàng công Quốc Anh. Đây là Hoàng Trí. Thời cơ tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây đánh đầu. Vừa rồi là tình huống đánh đầu của Lê Văn Thường. Bóng đã đi chưa chuẩn xác với pha xử lý vừa rồi. Trận đấu hiện tại đang được chúng tôi phát sóng trực tiếp với ba góc máy quay và đang được phát trực tiếp tại các kênh fanpage Media 68, Bóng đá vui miền Tây và Media 63. Hồng Thịnh. Tình huống can thiệp là của Hồng Thường, thời cơ quay trở lại dành cho các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây, nhưng là một pha che bóng chưa hợp lý của Nguyễn Thành Trung. Bóng trở về tầm kiểm soát của các cầu thủ đó. Và được bóng chủ động của Hoàng Ân. Đường chuyền Hoàng Trí rất hay. Lỗi rồi, đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ huyện Gò Công Tây.
Cự ly đá phạt là hơi xa. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu các cầu thủ bên phía Huyện Gò Công Tây sẽ có thể tận dụng được cơ hội này hay không. Đứng trước bóng đang là cầu thủ mang áo số 4, vị trí của Hoàng Ân. Cự ly là khá xa ở trong pha bóng này. Quốc Anh vẫn chưa thực hiện những tình huống đá phạt cố định ở khoảng thời gian đầu trận cho đến giờ. Tình huống xử lý là chưa thành công của cầu thủ bên phía Huyện Gò Công Tây. Quả phát bóng lên dành cho thủ thành Phạm Tấn Quyền bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Hoàng Ân nỗ lực áp sát và cắt bóng tốt của Hoàng Ân. Trọng tài đã cắt còi rồi, sẽ là một quả đá phạt dành cho câu lạc bộ Huyện Gò Công Tây. Không được. Pha tỉ đè và che chắn bóng chưa thành công của Đoàn Văn Huy. Tình huống đưa bóng dài lên trên. Đây là Công Minh. Và xử lý hết sức mạo hiểm. Cơ cơ bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ đó. Dứt điểm ngay. Không vào. Cú dứt điểm là khá tốt nhưng đã không thể đánh bại được thủ thành Võ Tấn Dầu bên phía câu lạc bộ Huyện Gò Công Tây. Một phen thoát tim dành cho các cổ động viên của Huyện Gò Công Tây. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Tình huống bóng mà thủ thành của Huyện Gò Công Tây đã kịp thời khép góc. Quả đá phạt góc lúc này sẽ dành cho các cầu thủ áo đỏ. Tình huống đưa bóng lên an toàn. Đường truyền của trung vệ mang áo số 3 đó là Trần Bình Trọng. Rất nỗ lực xoay trở. Thanh Tùng. Rất chậm rãi, vẫn là Thanh Tùng. Vẫn còn. Tình huống thu hồi bóng tốt của Hồng Thương. Đường chuyền dài lên nhưng nó chưa vượt qua được các cầu thủ bên phía đó đó. Bóng vào tiếp tục. Vẫn còn. Trọng tài xác định sẽ là một quả ném biên dành cho các cầu thủ áo đỏ. Và pressing của các cầu thủ bên phía Huyện Gò Công Tây. Vẫn còn. Quả ném biên lúc này sẽ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen. Hồng Thương. Rất chủ động. Vẫn có thêm một quả ném biên nữa dành cho Huyện Gò Công Tây. Ở khoảng thời gian đầu hiệp 2 lại là những pha bóng mà các cầu thủ bên phía Huyện Gò Công Tây họ tiếp tục dâng cao đội hình.
Bóng trôi quá sâu rồi. Bóng vẫn tiếp tục, trọng tài xác định không có lỗi. Nỗ lực đột phá vẫn còn. Bóng đã trôi hết đường biên ngang rồi. Sẽ là một quả phạt bóng lên. Không, chính xác đó là một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Tình huống chạm bóng của Quốc Anh, Hoàng Trí. Vẫn là Hoàng Trí. Bóng vẫn tiếp tục. Sẽ là một tình huống đá phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Bên phía thị xã Cai Lậy, họ sẽ có sự điều chỉnh tiếp theo. Lúc này đây, cầu thủ mang áo số 11 Đào Trần Tuấn Vinh sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Võ Tấn Tài. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Đây là cầu thủ mang áo số 14 Nguyễn Anh Duy. Đường chuyền dài của anh Duy. Quốc Anh. Tình huống xử lý bóng dài. Pha bóng rất chủ động của cầu thủ bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Ném biên dành cho huyện Gò Công Tây. Đây là Công Minh. Đây là Duy Khánh. Không được. Vẫn là Duy Khánh. Pha thu hồi bóng tốt của số 10 sau khi để mất bóng. Cú dứt điểm từ xa. Bóng đi quá đơn giản. Hầm thương. Đây là vị trí của cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Thành Trung. Hoàng Trí. Khánh Duy. Không, đó là vị trí của Trần Bùi Duy Khánh. Điều chuyền dài. Bóng trôi quá sâu rồi. Và xử lý tốt của Thanh Tùng, đội trưởng bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Tình huống cắt bóng là của trung vệ Hồng Thương. Pha bóng rất lộn xộn ở khu vực giữa sân. Đây là Quốc Anh.
Đó là một đường chuyền dài chưa vượt qua được hệ thống phòng ngự của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Một pha che bóng rất khôn lanh của Nguyễn Minh Tuyền đã phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Xin gửi lời chào đến khán giả Bảy Liều, một người con của quê hương Tiền Giang, cũng đang theo dõi trực tiếp trận đấu qua sóng livestream lúc này. Xin gửi lời chào đến Bắp Rang Bờ. Các cổ động viên chúng ta có thể dành ra vài giây để chia sẻ đường link của trận đấu này. Lúc này đây thì gần 300 khán giả đã tiếp tục được quay trở lại với trận đấu này. Những lời cổ vũ, những lời động viên liên tiếp dành cho các cầu thủ bên phía cả hai đội bóng. Đây là Quốc Anh. Vẫn còn nỗ lực áp sát của Quốc Anh. Công Minh, Hoàng Ân. Được chuyển ngang, vẫn còn Thành Trung, không được. Một pha để mất bóng của cầu thủ áo số 7. Tình huống che bóng tốt của Minh Trí, vẫn còn có lỗi rồi, đã phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ huyện Gò Công Tây. Trọng tài xác định có lỗi của cầu thủ mang áo số 15 Nguyễn Hồng Thịnh. Nỗ lực bật cao của Quốc Anh. Tình huống can thiệp kịp thời của cầu thủ hàng phòng ngự bên phía thị xã Cai Lậy. Bóng về tầm kiểm soát của các cầu thủ áo đỏ. Cơ hội vẫn còn. Thủ thành Phạm Tấn Quyền của thị xã Cai Lậy đã có một tình huống xử lý chuẩn xác. Phản công bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ đỏ. Đường chuyền khe, bóng trôi quá sâu rồi. Thành Trung vẫn còn. Đây là Duy Khánh. Đường chuyền Minh Trí. Vẫn là Minh Trí. Tình huống đưa bóng vào trong. Pha phối hợp vẫn chưa thành công của các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Đây là thời cơ quay trở lại dành cho các cầu thủ đỏ. Hồng Thịnh vẫn còn. Rất nỗ lực. Cơ hội chưa thể có được pha dứt điểm.
Trọng tài đã cắt còi rồi, sẽ là một quả đá phạt lên dành cho huyện Gò Công Tây. Như vậy lúc này đây bên phía huyện Gò Công Tây họ sẽ có hai sự điều chỉnh. Đoàn Văn Huy vừa được tung vào sân ở trong khoảng thời gian 1 lúc này đã được rút ra nghỉ. Trong khi đó thì tiền đạo chủ lực Lê Văn Thương cũng đã rút ra nghỉ. Hai cái tên được tung vào sân đó là Khánh Đức và Công Tiễn. Sự bổ sung ở khu vực trên hàng công dành cho huyện Gò Công Tây. Rất có thể là ban huấn luyện của đội bóng huyện Gò Công Tây muốn định đoạt trận đấu này ở trong khoảng thời gian thi đấu chính thức. Cả hai đội đều đang còn nguyên cơ hội khi mà tỷ số lúc này chỉ là 0 đều. Đây là thời cơ Hoàng Trí. Một tình huống treo bóng. Bóng trôi quá sâu rồi. Quả treo bóng không thành công của Hoàng Trí. Trọng tài xác định sẽ là một quả ném biên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng thị xã Cai Lầy. Cả hai đội đều đang rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm được cho mình bàn thắng để mở tỷ số ở trận đấu này. Những khán giả qua sóng live stream vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình dành cho các cầu thủ của cả hai đội. Khán giả Nguyễn Hồng đang cổ vũ dành cho thị xã Cai Lầy quyết thắng. Long Hòa thì đang cổ vũ dành cho thị xã Cai Lầy. Liên tiếp là những lời động viên đến từ các cổ động viên qua sóng live stream dành cho cả hai đội Gò Công Tây và Cai Lầy. Khán giả Nguyễn Hằng đang có những dự đoán là tỷ số sẽ là 1-0 nghiêng về Cai Lầy. Cơ hội vẫn còn. Tình huống phá bóng an toàn. Lê Hoàng Trí, Sĩ Milano sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Cú đánh đầu chưa thành công. Sát vô, còn người ta đi lượm bóng thì em cứ liên cái máy về em kiếm một ông nào đó để mà em dùng, chứ em đừng có để rộng như vậy. Kiếm ông nào gần nào, hoặc là liên vô khán giả được cũng được, hoặc là mấy cái đội Gò Công độ bên ngoài nè, ta đang khởi động nè, ta mới chuẩn bị vô, ta đã dặn sao tôi khởi động đó. Em cứ thoải mái em dùng, em kiếm người nào em dùng, em đừng có để máy chết một cái, tại vì mình đang quay tới 3 cam nè. Cứ nửa sân trở về bên kia là cứ dùng gần vô, đừng sợ gì chứ, đừng sợ mất tình huống. Nỗ lực xoay trở là khá khéo léo. Đường chuyển lên của cầu thủ số 14 Nguyễn Anh Duy. Cơ hội Minh Trí. Trọng tài đã xác định có lỗi rồi. Quả đá phạt nhanh. Khánh Đức. Đây là Quốc Anh.
Hoàng Ân. Một quả trái bóng trước, ý đồ đánh đầu. Tình huống đánh đầu không thành công của Khánh Đức. Như vậy là chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ áo đỏ. Tình huống mà cầu thủ áo đỏ đã phải nhận thẻ vàng cho pha phạm lỗi trước đó. Người phải nhận thẻ vàng là cầu thủ mang áo số 81 Nguyễn Minh Tuyền. Tình huống mà Minh Tuyền đã đẩy sâu, rất chủ động. Hơn 300 anh em đang theo dõi trực tiếp trận đấu lúc này qua sóng livestream của Bóng Đá Phượng Miền Tây cũng như là Media 63. Rất hy vọng các bạn chúng ta tiếp tục comment cổ vũ dành cho cả hai đội và dành ra những lượt chia sẻ để có thể mang trận đấu đến gần hơn các cổ động viên khác không có điều kiện để đến sân vận động Tiền Giang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Quốc Anh. Pha xử lý chưa thành công của Quốc Anh, nhưng bóng vẫn đang trong phạm vi kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen. Đường truyền về thì lại quá mạo hiểm và chưa thật sự hợp lý. Hồng Thịnh. Lúc này Hồng Thịnh cũng đã lùi về rất sâu, rất khéo léo. Pha xử lý trong phạm vi hẹp rất khéo léo của Hồng Thịnh. Tấn Phát. Nó được xoay trở của số 27 không thành công, vẫn còn Hồng Thịnh. Bóng vẫn tiếp tục, trọng tài xác định không có lỗi. Hoàng Trí. Duy Khánh. Hoàng Ân. Đây là Hồng Thường. Vẫn là Hồng Thường. Một pha phòng ngự chủ động của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Đây là Duy Khánh. Thành Trung. Dứt điểm từ xa. Không vào. Cú đá chân cực kỳ bất ngờ đến từ vị trí của Nguyễn Thành Trung. Sau đó thì trọng tài đã xác định có lỗi của cầu thủ áo đỏ trong tình huống phòng ngự của mình. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú dứt điểm của Thành Trung. Cú dứt điểm rất bất ngờ từ ngoài khu vực vòng cấm địa và nó khiến cho Phạm Tấn Quyền phải vất vả. Đúng rồi đó gì, đúng rồi đó gì, tình huống đó là zoom cả đó là đúng rồi đó gì. Để cam luôn gì, để cam luôn, để yên, không đụng nữa, để cam không đụng nữa, không đụng cái gì, không đụng cái gì, để yên. Ok, ok. Có rất đông các cổ động viên có mặt tại khán đài A lúc này đang theo dõi trận đấu bán kết 1 thuộc khuôn khổ giải bóng đá vô địch tỉnh Tiền Giang năm 2024. Cả hai đội huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy vẫn chưa thể tìm kiếm được cho mình bàn thắng tiếp theo ở trận đấu này. Xin lỗi, bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu ngày hôm nay, cả hai đội vẫn đang có một tỷ số hòa là không đều. Cầu thủ bên phía đội bóng huyện Gò Công Tây vẫn đang nhận được sự chăm sóc đến từ phía nhân viên y tế. Hoàng Trí sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Dứt điểm. Vẫn còn.
Thành Trung rất khéo léo, vẫn là Thành Trung. Đường truyền vào, cơ hội vẫn còn. Hoàng Trí chưa thể có được pha dứt điểm. Phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Các khán giả vẫn đang mong chờ bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này, nhưng nó vẫn chưa đến với cả hai đội huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy. Lê Hoàng Trí vẫn sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen. Hoàng Trí quả treo bóng vào, cơ hội và đưa bóng lên an toàn. Hoàng Ân, tiếp tục là Hoàng Ân, vẫn còn. Có vẻ bóng đã trôi hết đường biên dọc, quả ném biên bây giờ quay trở lại dành cho các cầu thủ áo đỏ. Sóng gió đã trôi qua trước khu vực vòng cấm địa của thủ thành Phạm Tấn Quyền. Và can thiệp kịp thời của Công Minh. Vừa rồi thì trọng tài đã xác định có vẻ là có lỗi việt vị của cầu thủ áo đỏ. Và sẽ là một tình huống đá phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ huyện Gò Công Tây. Nỗ lực triển khai bóng chưa thành công của các cầu thủ đỏ. Trọng tài xác định vừa rồi sẽ là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Khán giả Giảng Hoàng Tân đang comment dự đoán là 1-0. Tỷ số sẽ nghiêng về huyện Gò Công Tây. Vẫn còn Thanh Tùng. Và tiếp tục vẫn là Thanh Tùng. Vào qua người hay, đường truyền vào. Pha xử lý chuẩn xác của thủ thành Võ Tấn Dầu. Khán giả Tín Nguyễn đang có nhận định và lời dự đoán tỷ số sẽ là 1-0 nghiêng về đội bóng huyện Gò Công Tây. Khán giả Con Gà thì đang trông chờ vị trí của tiền đạo Trọng Quỳnh sẽ được tung vào sân trong những phút sắp tới. Đây sẽ là thời cơ dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ huyện Gò Công Tây. Vẫn còn, rất hay, vẫn còn. Đường chuyền vào, chưa có được tình huống chuyền bóng vào trong và trọng tài xác định sẽ là một quả phát bóng lên dành cho các cầu thủ bên phía thị xã Cai Lậy. Thank you.
cổ động viên rất nhiệt tình bên phía câu lạc bộ huyện Gò Công Tây cổ vũ cho đội bóng nhà. Cầu thủ mang áo số 14 của thị xã Cai Lậy đó là Nguyễn Anh Duy vẫn đang bị đau. Có vẻ như anh Duy sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Bên phía đội bóng thị xã Cai Lậy họ đang chuẩn bị có thêm những phương án. Một quả đá phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía thị xã Cai Lậy. Và các bóng của Hồng Thương. Thành Trung. Đây là Minh Trí. Hoàng Trí. Vẫn là Hoàng Trí. Pha xoay trở rất khéo léo. Đây là Công Minh. Quốc Anh điểm chạm cực kỳ tinh tế của Quốc Anh. Như chúng tôi đã nói thì Quốc Anh trong quá khứ từng khoác áo U23 Việt Nam. Bóng đá Tiền Giang cũng từng sản sinh ra được rất nhiều những nhân tài. Lúc này đây thì Huỳnh Văn Hiệp, cầu thủ mang áo số 4 của thị xã Cai Lậy đã được tung vào sân để thay thế cho vị trí của Nguyễn Anh Duy. Cầu thủ đã bị đau trước đó, Quốc Anh. Vẫn còn. Tình huống xử lý bóng an toàn, quả ném biên sẽ dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ huyện Gò Công Tây. Đó là một đường chuyền dài. Vẫn còn. Dứt điểm đi. Không vào. Pha dứt điểm là quá nhẹ và không có được bàn thắng dành cho huyện Gò Công Tây. Cơ hội được mở ra sau đường chuyền dài vừa rồi và nỗ lực dứt điểm là của Công Tiễn, cầu thủ mang áo số 27. Không phải là một cú úp mù chính diện mà là một pha đặt lòng của Công Tiễn. Vẫn còn một tình huống xử lý tốt của Công Tiễn. Hoàng Trí, đây là Quốc Anh. Vẫn là Hoàng Trí. Đường chuyền, Công Tiễn đưa bóng vào, đánh đầu. Đó là một pha cắt bóng an toàn. Phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Pha phối hợp tốt của các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Hoàng Trí vẫn sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Hoàng Trí đánh đầu. Chưa có điểm chạm đến từ phía các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen. Rất hay. Hoàng Ân. Tiếp tục là Hoàng Ân. Vẫn còn. Hoàng Ân đưa bóng vào. Cơ hội. Hoàng Trí. Vẫn là Hoàng Trí. Chân trái. Dứt điểm ngay. Không vào. Và dứt điểm quá nhẹ của Lê Hoàng Trí và không thể đánh bại được thủ thành Phạm Tấn Quyền của thị xã Cai Lậy. Đây sẽ là lời đáp trả của các cầu thủ đỏ. Kịp không? Hồng Thịnh. Tiếp tục là Hồng Thịnh. Đưa bóng vào. Đường chuyền đưa bóng trôi quá sâu rồi. Đây là Minh Trí. Tiếp tục là Lê Hoàng Trí. Quốc Anh. Lỗi rồi. Trọng tài xác định có lỗi của cầu thủ mang áo số 12 bên phía thị xã Cai Lậy. Đó là vị trí của Ngô Duy Tiến và Duy Tiến cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng đến từ trọng tài Võ Đức Tài. Điều chuyền dài của Công Minh. Vẫn còn. Hoàng Ân. Đây là Công Minh. Hoàng Ân. Một pha mở bóng dành cho Công Tiễn. Tình huống can thiệp kịp thời của cầu thủ áo đỏ.
Thời gian đang trôi về những phút cuối của hiệp đấu thứ hai và cả hai đội huyện Gò Công Tây cũng như là thị xã Cai Lậy vẫn chưa tìm kiếm được cho mình bàn thắng. Thanh Tùng. Vẫn còn Duy Khánh. Một phần tiếp tục. Đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Xin gửi lời chào đến Tấn Đạt cũng đang theo dõi trực tiếp lúc này qua sóng live stream của Bóng Đá Phủ Miền Tây cũng như là Media 63. Trận đấu bán kết 1 thuộc khuôn khổ giải bóng đá vô địch tỉnh Tiền Giang năm 2024 lúc này vẫn chưa có được tỷ số. Lúc này đây, người đứng trước quả đá phạt đang là vị trí của Quốc Anh. Quốc Anh. Đó là cú dứt điểm bóng chìm không thành công của Quốc Anh. Trọng tài xác định bóng đã trôi hết đường biên dọc. Sẽ là một quả ném biên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ huyện Gò Công Tây. Duy Khánh. Hoàng Ân. Đây là Thành Trung. Đội hình của Hòa Công Tây họ đang dâng lên quá nửa sân rồi. Đây là Công Minh. Hồng Thương. Đường truyền ý đồ vẫn còn rất chủ động. Vẫn tiếp tục là các cầu thủ bên phía câu lạc bộ huyện Gò Công Tây. Pha xoay trở rất hay. Trọng tài xác định không có lỗi trong tình huống thu hồi bóng vừa rồi. Tiếp tục là những pha vây ráp của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen lúc này. Rõ ràng là ban huấn luyện của huyện Gò Công Tây muốn giải quyết trận đấu này trong khoảng thời gian thi đấu chính thức. Rất hay. Nhưng chưa vượt qua được hệ thống phòng ngự của thị xã Cai Lậy. Rất chủ động. Nhưng vừa rồi trọng tài xác định là không có lỗi của cầu thủ áo đỏ trong pha tranh chấp Hồng Thịnh. Rất chậm rãi. Thanh Tùng. Kịp không? Vẫn còn. Phạm qua người hay. Đưa bóng vào. Một pha bóng rất nguy hiểm. Một pha bóng mà thủ thành Võ Tấn Dầu đã không bắt dính bóng. Hoàng Trí. Đây là Công Tiễn. Đường mở biên dành cho Duy Khánh. Duy Khánh không được. Chưa thể tung ra được pha dứt điểm. Tình huống phòng ngự tốt của các cầu thủ bên phía thị xã Cai Lậy. Đây là Hồng Thịnh. Vẫn là Hồng Thịnh. Rất nỗ lực. Bóng vẫn tiếp tục. Công Tiễn. Pha qua người khá hay. Công Tiễn. Thời cơ bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Đưa bóng vào. Quốc Anh. Quốc Anh. Cú phục bóng rất nguy hiểm nhưng vừa rồi không có được bàn thắng dành cho Quốc Anh. Một cầu thủ áo đỏ đang bị đau và phải nằm sân. Nhưng chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú phục bóng của Quốc Anh. Pha bóng cực kỳ nguy hiểm. Hồng Thịnh đã phải cày ải rất nhiều ở trong trận đấu này. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu Hồng Thịnh sẽ có thể tiếp tục thi đấu hay không. Thời gian của trận đấu lúc này là không còn nhiều. Gần 500 anh em rồi. Gần 500 anh em đang theo dõi trực tiếp trận đấu lúc này. Lỗi rồi, đá phạt dành cho đội bóng áo đỏ. Xin cảm ơn khán giả Tấn Trường. Kumen đang cổ vũ dành cho vị trí của Công Tiễn.
Đây là vị trí của trung vệ áo số 3 Trần Bình Trọng. Đưa bóng vào. Không có gì khó khăn dành cho thủ thành Võ Tấn Dầu. Cả hai thủ thành Võ Tấn Dầu và Phạm Tấn Quyền của hai đội huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy đều đang thi đấu rất hay ở trận đấu này. Và các bóng chủ động. Tình huống xử lý là của trung vệ áo số 3 Trần Bình Trọng. Tiếp tục là Bình Trọng. Phải trả bóng về an toàn. Văn Hiệp. Tiếp tục là Văn Hiệp. Tấn Quyền. Quả ném biên bây giờ sẽ dành cho huyện Gò Công Tây. Vẫn tiếp tục. Cơ hội bây giờ sẽ dành cho số 14 Hoàng Trí. Không được, phải dứt điểm chưa thành công của Lê Hoàng Trí. Rất đáng tiếc dành cho thời cơ vừa rồi. Quả đá phạt góc lúc này sẽ dành cho huyện Gò Công Tây. Huyện Gò Công Tây họ thường xuyên ghi được những bàn thắng ở những giai đoạn cuối trận, nhưng lần này chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu họ sẽ có thể tìm kiếm được bàn thắng hay không. Và xử lý bóng an toàn. Tiếp tục sẽ là một quả đá phạt góc nữa dành cho huyện Gò Công Tây. Ngày càng đông những cổ động viên xuất hiện trên khán đài. Và chúng ta sẽ còn trận đấu bán kết 2 nữa. Và các bóng an toàn. Vẫn còn. Hoàng Ân của chiếc điểm thắng. Vẫn còn. Không vào. Pha xử lý rất hay của hậu vệ biên Nguyễn Hoàng Ân. Nhưng cú dứt điểm vừa rồi đã không thể mang về bàn thắng dành cho huyện Gò Công Tây khi mà thủ thành Tấn Quyền đã thi đấu cực kỳ tập trung. Khoảng thời gian bù giờ của hiệp 2 sẽ là 2 phút. Phạt góc tiếp theo dành cho huyện Gò Công Tây. Hoàng Trí. Đánh đầu về. Cơ hội vẫn còn. Đường chuyền không phải là phải dứt điểm mà là đường chuyền ngay. Cơ hội Hoàng Minh Trí dứt điểm ngay. Vẫn chưa thành công. Chưa vượt qua được hệ thống phòng ngự của thị xã Cai Lậy. Thành Trung vẫn còn. Công Tiễn. Tiếp tục là các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen Minh Trí. Vẫn còn. Lại để mất bóng rồi. Tình huống phòng ngự tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng đó. Vẫn còn. Trọng tài xác định là không có quả bền. Và vẫn tiếp tục trong phạm vi kiểm soát của các cầu thủ đó. Pha xử lý chưa thành công. Quốc Anh. Đây là Hồng Thương. Ngay cả trung vệ Hồng Thương cũng đã dâng lên rất cao ở trong giai đoạn cuối trận. Rất kịch tính cho giai đoạn cuối trận. Thời gian là không còn nhiều. Hoàng Trí. Quốc Anh. Trọng tài đã cắt còi rồi. Sẽ là một quả đá phạt nữa dành cho huyện Gò Công Tây.
Đây rất có thể sẽ là tình huống cuối cùng ở trong khoảng thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này. Đứng trước bóng đang là Lê Hoàng Trí. Hoàng Trí quá đơn giản dành cho hệ thống phòng ngự của các cầu thủ đó. Như vậy lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu và kết quả chung cuộc Huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy hòa nhau trong khoảng thời gian thi đấu chính thức với tỷ số là 0-0. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để đến với loạt đá penalty.
Và xin chào mừng tất cả quý khán giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân vận động Tiền Giang để cùng theo dõi loạt đá penalty ở trận đấu bán kết 1 thuộc khuôn khổ giải bóng đá vô địch Tiền Giang năm 2024. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu, huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy họ đã hòa nhau với tỷ số là 0 đều. Với kết quả này thì buộc hai đội phải phân định thắng thua trên loạt đá penalty. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu trong khoảng thời gian đá penalty này thì cả hai đội ai sẽ là đội bóng giành được chiến thắng ở trận đấu chung kết này đây. Rất hồi hộp và rất căng thẳng ở trong loạt đá penalty này. Như vậy các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây họ sẽ là bên thực hiện trước. Như vậy Công Minh, trung vệ áo số 3 của huyện Gò Công Tây sẽ là người thực hiện loạt sút đầu tiên dành cho đội bóng áo xanh đen lúc này. Công Minh và thủ thành Tấn Quyền. Cú dứt điểm không thành công của Công Minh. Cú dứt điểm nằm gần khu vực chính diện và thủ thành Tấn Quyền cũng đã không chủ động bắt bài. Một pha cản phá xuất sắc của thủ thành áo số 25 bên phía thị xã Cai Lậy. Tình huống dứt điểm chưa thật sự hiểm của Công Minh. Người thực hiện loạt đá đầu tiên dành cho thị xã Cai Lậy đó là cầu thủ mang áo số 10 vị trí của tiền đạo Nguyễn Phùng Đăng Khoa. Tỷ số penalty vẫn là 1-0 sau loạt sút đầu tiên của các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Đăng Khoa và thủ thành Võ Tấn Dầu. Đăng Khoa, pha dứt điểm chuẩn xác của Đăng Khoa, tỷ số penalty tạm thời là 1-0 nghiêng về thị xã Cai Lậy. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở tình huống quay chậm và đánh lừa thủ thành Văn Dầu của Đăng Khoa. Tỷ số penalty tạm thời là 1-0 nghiêng về thị xã Cai Lậy. Người thực hiện loạt sút thứ hai của huyện Gò Công Tây vẫn là một trung vệ, đó là vị trí của Hồng Thường. Hồng Thường và thủ thành Tấn Quyền. Hồng Thường không vào. Tình huống dứt điểm hỏng bền tiếp theo của các cầu thủ bên phía huyện Gò Công Tây. Pha đặt lòng quá đơn giản của Hồng Thường và lần này thủ thành Tấn Quyền lại ngã người chuẩn xác. Tỷ số penalty vẫn tạm thời là 1-0 nghiêng về thị xã Cai Lậy, nhưng đội bóng áo đỏ họ lại tiếp tục có được lợi thế ở trong loạt sút này, loạt sút thứ hai. Dứt điểm chuẩn xác, tỷ số penalty tạm thời là 2-0 nghiêng về thị xã Cai Lậy. Và xử lý vừa rồi là của trung vệ mang áo số 3 Trần Bình Trọng. Bình Trọng đã đánh bại được thủ thành Văn Dầu để mang về lợi thế tiếp theo dành cho thị xã Cai Lậy. Người thực hiện loạt đá thứ 3 dành cho huyện Gò Công Tây đó là Lê Hoàng Trí, Trí Milano. Hoàng Trí và thủ thành mang áo số 25 Phạm Tấn Quyền. Hoàng Trí không vào. Cú dứt điểm gầm thẳng về phía góc cao, nhưng lần này Tấn Quyền vẫn cho thấy được sự xuất sắc của mình. Bóng cũng đã chạm vào cột dọc và đi ra ngoài. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Quá thứ may mắn dành cho huyện Gò Công Tây và tỷ số penalty tạm thời là 3-0, xin lỗi tạm thời là 2-0 nghiêng về thị xã Cai Lậy. Và các cầu thủ áo đỏ họ vẫn đang
còn thực hiện một loạt đá thứ ba nữa. Người đứng trước quả đá bên lần này là tiền vệ mang áo số 81 Nguyễn Minh Tuyền. Minh Tuyền và thủ thành Văn Dầu. Minh Tuyền chính xác. Như vậy là trận đấu bán kết 1 đã khép lại với chiến thắng penalty 3-0 nghiêng về câu lạc bộ thị xã Cai Lậy. Quá đáng tiếc dành cho huyện Gò Công Tây. Họ đã chơi ép sân đối phương ở khoảng thời gian cuối cùng của hiệp 2 nhưng không thể ghi bàn, và sau khi bị đối thủ kéo vào loạt đá penalty, huyện Gò Công Tây họ đã để thua với tỷ số là 0-3 khi mà các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đen đã không thể thực hiện thành công ở 3 loạt sút của mình. Quá đáng tiếc, nhưng đây là một kết quả có thể nói là với những loạt đá penalty thì sự may rủi nó sẽ đến với các đội bóng. Và lần này đội bóng áo đỏ của thị xã Cai Lậy họ đã bản lĩnh hơn và may mắn hơn. Xin chúc mừng các cầu thủ bên phía câu lạc bộ thị xã Cai Lậy đã giành chiếc vé vào thi đấu ở trận đấu chung kết. Và xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của chúng tôi, ekip của Bóng Đá Phủ Miền Tây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.